Alleluia, con cảm tạ Chúa vì chúng con có một buổi tối thì phước hạnh chung tay của Ngài, và con xin ban nhạc xin dâng trung tâm Canaan lên cho Ngài, và xin dâng phòng Zoom này lên trong cánh tay yêu thương của Ngài. Con xin tất cả những người có trên thế giới này trên vòng tay của Ngài, vì ngày của Ngài đã gần đến, vì và cũng có nhiều người chưa nhận biết Ngài. Xin Chúa cho họ nhận biết Ngài. Con tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.